Xin chào anh em nhé. Hôm nay đồ gỗ Phúc Tấn xin giới thiệu cơ sở làm đồ góc lu nghiến, tượng lu nghiến và các đồ làm đồ nghiến và kháo anh chị nhá. Đầu tiên thì em sẽ quay bên ngoài trước là phần đầu xưởng này. Đấy, đang bên em đang được các người thợ đang chế tác góc này. Đó, và bên trong thì đây xưởng bên em là những hàng bên trong này thì đa số là hàng của bên em đã tẩy rửa và đang đợi khô nhá, chuẩn bị mang đi BU. Đó. Và sâu bên trong nữa là một đám thợ là đang vỡ cái phần gỗ thô ở bên trong đấy, bên trong kia. Và đây em xin giới thiệu với anh chị này bức con mãnh hổ bằng gỗ vu kháo nha, vẫn rất đẹp nha. Bức này em đang để khô chuẩn bị BU nha, để nên phục vụ các bác phần các bác live stream đấu giá các kiểu. Và đây nhiều loại con hổ nghiến nữa, rất nhiều mặt hàng của bên em, cóc nghiến với cả kháo rất là nhiều. Anh chị nào muốn đặt hàng thì cứ liên hệ với bên em nhé. Đấy, em ra ngoài đây, người thợ của em đang gọt những cái tác phẩm di nạc này. Đấy, đấy em quay sát những cái tác phẩm đang nằm cóc của bên em nhá. Cóc thiền thử đấy ạ. Thiền thử ba chân này, hũ tài lộc anh chị nhá. Đây này, đấy. Người thợ em đang quay, chuẩn bị em xem đi tẩy rửa. Lát nữa thì em sẽ giới thiệu với anh chị cách tẩy rửa các đồ ngu kháo và ngu nghiến nhá. Đấy, các bác thành nhớ không ạ? Đây là cái phần mà em đang hút mủ này. Khi chế tác xong thì bên em cho ra tẩy rửa hút mủ. Khâu đầu tiên là bên em phải hút mủ trước nhá. Hút mủ các thực phẩm này thì nó có màu đen đen này, có mủ nó ra màu đen. Còn khi tẩy rửa xong thì bên em bên này này, bên này của em thì đã tẩy xong rồi, bên em bắt đầu là hút mủ xong rồi thì bên em bắt đầu tẩy đấy ạ. Tẩy đây thì nó sẽ ra màu trắng như thế này. Đấy, màu trắng này. Khi bên em BU xong thì trắng xong thì bên em mới để khô trong một thời gian 3-4 ngày cho nó khô hết một lớp vỏ ngoài đi. Sau đó là bên em sẽ cho vào sơn. Đấy. Sau đó là cái tác phẩm, mọi tác phẩm của bên em nhá. Bác nào muốn đặt hàng thì cứ liên hệ theo số điện thoại 0389889968 của bên em nhá. Các anh chị nhớ ấn theo dõi kênh YouTube của bên em nhá, để cập nhật những cái tác phẩm đẹp và xuất sắc của đồ gỗ Phúc Tấn bên em nhá. Và xin cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Rồi, xin chào anh em nhá. Hôm nay đồ gỗ Phúc Tấn xin giới thiệu cơ sở làm đồ góc lu nghiến, tượng lu nghiến và các đồ làm đồ nghiến và kháo anh chị nhá. Đầu tiên thì em sẽ quay bên ngoài trước là phần đầu xưởng này. Đấy, đang bên em đang được các người thợ đang chế tác cóc này. Đó, và bên trong thì